Hello, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì hôm nay là mình không đi đâu cả. Vừa rồi mình cũng đi viện để chăm vợ về. Thì mình hôm nay mình về ra vườn cùng bạn thì thấy thế này. Giới thiệu các bạn tình hình nhà mình ở Lục Ngạn đây, thì tình hình Lục Ngạn vải đã quá to bằng này rồi. Giới thiệu các bạn đây là vải Thanh Hà nhá. Thì các bạn xem là Thanh Hà là rất chi là sai luôn. Thì cũng mong các nhà khoa học để dập cái virus này đi, virus corona đi, để có thể là xuất ngoại được cái vải Thanh Hà này. Thì anh em mong anh em là ở nhà cách ly toàn xã hội đi, để cho dịch nó đỡ lan tràn đi, để nhà nước có thể là quy hoạch được dập tắt được cái dịch này đi, để có thể thông thương sang Trung Quốc thì vải Thanh Hà mới bán được. Vì thực sự là với vải Thanh Hà bán rất là khó luôn. Đấy. Giới thiệu các bạn là bây giờ vải Thanh Hà này quả rất chi là to rồi. Đấy. Các bạn xem đây là vườn vải Thanh Hà, còn vải thiều đây các bạn, tôi sẽ đi quanh một vườn một vòng cho các bạn xem. Đấy. Thanh Hà thì năm nay là chắc là phải nói là được mùa rồi. Cây nào cây đấy cũng sai nhá. Nhà nào cũng thế, Thanh Hà thì đâu sai rồi được mùa, nhưng mà cơ bản là Thanh Hà được mùa nó phải cho bọn Trung Quốc ăn cơ. Đấy. Thanh Hà thì được mùa, nhưng thạch vải thiều này cả một vườn luôn. Đấy, mình tí nữa mình sẽ đi quanh vườn này, nhưng mà mình giới thiệu Thanh Hà trước nhé. Đấy, Thanh Hà đây thì cả một vườn này, nhưng mà Trung Quốc nó ăn chứ, Trung Quốc ăn giá mới được cao. Còn như Việt Nam mình ấy thì quả này nó nhạt, ăn không được bao nhiêu. Đấy, tiếp theo các bạn bây giờ mình sẽ đi. Tiếp theo các bạn bây giờ mình đi đến đây là vải Thanh Hà này, còn có cây vải tháng 3 này thì không biết là cũng sắp chín rồi. Đấy, vải tháng 3 là ở Hang Son với lại ở Thanh Hà Hải Dương thì vải sắp chín rồi, nhưng mà cơ bản là mình mong sao là virus corona nó sẽ dập tắt đi để có thể xuất sang Trung Quốc, thì nhân dân mới được nhờ, giá cả nó sẽ cao lên. Đấy, như các bạn xem cũng biết là mỗi năm ngoái ấy, giá nó cũng rất chi là cao, 30-40 nghìn, 60-70 nghìn, nhưng năm nay thì cũng phải phụ thuộc vào thằng Trung Quốc nó mà ăn thì mới giá mới cao được. Rất mong các bạn ở nhà cách đi để cho cái dịch corona này nó cùng nhau nó chung tay để dập tắt dịch đi, thì Trung Quốc mới có thể sang được. Đấy, giới thiệu các bạn đây là một cây u ấy, vải tháng 3 nhá. Đây. Các bạn nhìn quả này thì chả mấy mà được ăn đâu, nhưng mà nếu như Việt Nam mình thì không thể tiêu thụ được hết. Mình ở quê hương Lục Ngạn mình biết bao nhiêu năm, mình biết hầu hết là Trung Quốc nó ăn thôi. Đấy, Thanh Hà thì nó sai rồi, sai này, sai đúng đóng chùm đi. Đây mình cũng quay video ngắn thôi. Đấy, quả rất chi là to luôn. Còn mình sẽ đi vườn vải thiều thì cho các bạn xem, không phải là ở đâu cũng thế đâu. Thì như nhà vườn hầu hết là mình thấy là vải thiều năm nay là mất. Đấy, các bạn xem các bạn biết này, mất rất chi là nhiều luôn. Vải thiều này thì cũng phụ thuộc vào thằng Trung Quốc thôi. Nhưng mà vải thiều năm nay là mất rồi thì mất mùa rồi thì cũng không đáng cả. Nhưng cái thằng Thanh Hà này không bán cho ai được. Miền Nam nó ăn rất chi là ít luôn Thanh Hà ấy. Thì những cái vải thiều này thì năm nay là thực tế là nó mất mùa. Cả tục ngụ Lục Ngạn này là mất mùa rất chi là nhiều luôn. Không phải vườn này mà tôi thấy đi khắp nơi các vườn được lỗ hầu hết là mất đây. Đấy, các bạn xem này, bây giờ là quả đã, người ta đã thành quả hết rồi, nhưng vườn có thấy quả nào đâu. Đấy, mình đi khắp vườn này các bạn xem, này là vườn này vườn thằng bạn tôi, nhưng mà nhà tôi thì không có vườn quả nào. Mong sao các bạn cùng nhau chung tay để diệt cái corona này đi, dịch corona rất chi là nguy hiểm luôn. Giờ nó lan tràn ở các cái công ty cơ. Đấy. Đây là vườn vải thiều nhá, vải thiều mất mùa đấy luôn. Đấy.
cây còn chết đây này. Cái cây này chắc đến dịch corona rồi. Hôm nay mình cũng quay một cái video ngắn về tình hình vải thiều lục ngạn cho các bạn xem luôn nhá. Vì quả vải bây giờ nó cũng to, rất chi là to rồi này. Đấy. Quả vải này chỉ cần hơn một tháng nữa là được bán rồi, nhưng mà hơn một tháng nữa liệu nhà nước mình có dập được tắt corona hay không để có thể Trung Quốc sang hay không, thì cũng mong sao là sớm dập tắt để nhân dân được nhờ. Kết thúc video ở đây thì mình cũng xin chúc các bạn một ngày thật vui vẻ và mạnh khỏe. Chào các bạn. Bye.